Hạt kê là một món ăn quen thuộc đối với nhiều gia đình, nhưng ít ai biết rằng đây cũng là loại thực phẩm có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Món ăn này rất giàu protein, vitamin và nguyên tố vi lượng như vitamin B1, B2, canxi, sắt, phốt pho, mangan, có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Ăn thường xuyên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ sung vitamin cho cơ thể, giảm chứng khó tiêu, ngăn ngừa hiệu quả nhiệt miệng. Đồng thời, hạt kê cũng rất giàu vitamin E. Chất này có tác dụng giữ cho nội tiết trong cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng. Khi nội tiết của cơ thể được cân bằng thì tâm trạng sẽ vui vẻ hơn và ngăn ngừa các tác động tiêu cực. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Có một thực tế cho thấy rằng ở những nước sử dụng hạt kê như một loại ngũ cốc ăn hàng ngày thì số ca mắc phải căn bệnh tiểu đường cũng ít hơn. Điều này có thể là do hàm lượng magie trong hạt kê đã có những tác động tích cực đến bệnh tiểu đường type 2. Một khảo sát cho thấy nhóm dân cư có chế độ ăn giàu magie đã giảm đến 30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường so với nhóm đối chứng. Magie được coi là một trong những khoáng chất quan trọng để tăng hiệu quả của các thụ thể insulin và glucose trong cơ thể. Bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Kentucky đã chỉ ra mối liên hệ giữa ngũ cốc nguyên hạt và nguy cơ mắc bệnh tim. Hạt kê là một trong những loại ngũ cốc tốt nhất có thể bổ sung vào chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim. Nó chứa một nguồn magie phong phú và là một khoáng chất quan trọng để giảm huyết áp và nguy cơ đau tim, đột quỵ. Hạt kê cũng là một nguồn kali tuyệt vời, giúp giữ huyết áp ổn định bằng cách hoạt động như một thuốc giãn mạch. Giảm huyết áp và tối ưu hóa hệ thống tuần hoàn là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe hệ thống tim mạch. Kiểm soát mức cholesterol. Nồng độ cholesterol đi đôi với sức khỏe của tim. Vì vậy, hàm lượng chất xơ cao trong hạt kê tạo nên một phương pháp làm giảm cholesterol lý tưởng. Chất xơ giúp loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi hệ thống, đồng thời phát huy tối đa tác dụng của cholesterol tốt. Giải độc cơ thể. Hạt kê là một nguồn cung cấp phong phú phenol và chất chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu của Đại học Texas, chất chống oxy hóa trong hạt kê có thể làm sạch độc tố khỏi cơ thể. Quercetin, curcumin, acid ellagic và nhiều loại catechin có lợi khác có thể giúp loại bỏ các tác nhân và độc tố trong cơ thể bằng cách thúc đẩy bài tiết thích hợp và trung hòa hoạt động enzyme trong một số cơ quan. Vốn là loại ngũ cốc giàu giá trị dinh dưỡng, nhưng nếu được kết hợp với hai loại thực phẩm sau đây, công dụng của hạt kê có thể tăng lên nhiều lần. Hạt kê kết hợp với đậu nành. Cách đơn giản nhất là cho thêm một ít đậu nành vào khi nấu cháo kê. Hạt đậu nành rất giàu lecithin, có tác dụng làm tan cholesterol còn bám trên thành mạch máu, loại bỏ rác trong máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não, rất tốt cho nhóm bệnh nhân ba cao, bao gồm huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao. Hoặc có thể kết hợp hạt kê với khoai lang. Khi nấu cháo kê, có thể cho thêm vào một ít khoai lang. Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt, phòng chống ung thư rất tốt. Khoai lang rất giàu vitamin, có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết và ung thư trực tràng.